Ý nữa, khi gửi các con nhỏ cho Đức Chúa Ông ở chùa, nhưng đến 12 tuổi phải làm lễ xin các cháu về. Con kính xin Thầy giải thích cho chúng con được biết ạ. Thì tùy theo thôi. Một số các đại đa số các chùa khi mà viết tờ bán khoán cho Đức Ông á, thì họ đến cái viết là gì? Chí thập nhị tuế. Tức là gửi Đức Ông cho đến năm 12 gì? Năm 12 tuổi hoặc là đến gì? 12 năm sau thì sẽ chuộc về. Nhưng ở chùa của Thầy đây á, thì Thầy làm viết gì? Chí bách tuế. Tức là gì? 100 gì? Bách tuế tức là 100 gì? 100 năm. Như vậy có nghĩa là cho ăn mày Đức Ông là suốt cả đời. Nương vào Đức Ông, nương vào chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hiền Thánh để mình gì? Mình tu tập và cũng cầu nguyện các ngài gia trì cho. Cho nên tôi ở đây thì tôi ở riêng chùa Khai Nguyên và tất cả hệ thống chùa của Thầy á, 7 ngôi chùa của Thầy á, ai làm lễ bán khoán cho các con, các cháu nhỏ nhà mình á, đều là 100 năm hết, khỏi phải chuộc. Còn các chùa khác và đại đa số các chùa khác và các đình đền miếu mạo bán cho Đức Thánh Trần á, thì chỉ là 12 năm thôi, chí thập nhị tuế, tức là đến 12 năm. Thì chúng ta khi đó làm cái lễ đến để chuộc, bán tiếp thì bán, không bán tiếp thì thôi. Đem cái tờ khoán đó đến nhờ các thầy, nhờ các thầy đền, thầy thủ nhang, họ làm lễ, họ chuộc lại, họ hóa đi cho. Nếu bán tiếp thì là bán tiếp, không bán tiếp thì thôi. Lúc đó quy tam bảo, vân vân. Đó.